Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng đã đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Báo động, Tân Hiệp Phát đã chính thức có CEO mới. CEO mới vừa bị tấm thì bây giờ đã có CEO mới rồi quý vị nha. Nội dung thứ hai, gây cấn quá, chú ổn tiếp tục ra lệnh tăng cường răng đe hạt. Vì sao, tại sao? Nội dung kế tiếp, Trung Cộng tức ói máu vì cái điều này, vì Mỹ đã làm cái điều này ngay sát vách nhà Trung Cộng. Cũng như nội dung nó liên quan tới một người, đó là ông Tổng thống Pháp rầm rộ bị tẩy chay. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để là một cái like viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Nó đang cháy cộng đồng mạng trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, ở trong nước Việt Nam lẫn ở bên ngoài nước Việt Nam, cộng đồng người Việt. Đó là cái chuyện gia đình của cái ông CEO Tân Hiệp Phát bị túm. Và rất là nhiều câu hỏi đang đặt ra. Vậy thì Tân Hiệp Phát sẽ như thế nào? Sẽ về tay ai? Ai làm chủ Tân Hiệp Phát? Sau đây một cái thông tin mới vừa được chia sẻ trên cộng đồng mạng và tôi xin chia sẻ lại với quý vị, đó là Tân Hiệp Phát chính thức công bố người CEO mới. Tại vì trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua có rất là nhiều người, người ta đang thắc mắc là không biết cái tập đoàn Tân Hiệp Phát này có lọt vào tay của chính quyền nước Việt Nam hay không, hay là ai lên cái gì hay này nọ kia. Sau đây mời quý vị nghe nhé. Thì cách đây mấy chục phút, sau khi ông chủ Tân Hiệp Phát và hai người con gái bị túm, thì phía công ty đã có một cái động thái là tuyển dụng một người này nè. Một người này mà đã trong 13 năm qua âm thầm lặng lẽ đảm nhận cái chức vụ phó CEO, đó là cái ông David Riddle. Ông David Riddle này, ông đến từ nước Pháp và ông đã làm việc dưới cái chức vụ là phó CEO trong 13 năm vừa qua. Ông David Riddle này sẽ đảm nhận cái vai trò tổng giám đốc của công ty Tân Hiệp Phát quý vị nhé. Và theo như đại diện pháp lực của công ty cho biết là ông Riddle này sinh năm 1950, có quốc tịch Anh và đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên cái trái đất này và đã tham gia cái công ty Tân Hiệp Phát 13 năm qua. Thì theo như những cái luật sư của cái công ty này cho biết là tất cả những gì mà cha con của bác sĩ rồi á làm á, nó không có dính dáng gì tới cái công ty này. Tất cả những cái điều mà họ đang chịu trách nhiệm á là nó hoàn toàn là cá nhân của họ chứ không có liên quan gì tới cái công ty này. Cho nên cái công ty này vẫn hoạt động bình thường dưới cái sự lãnh đạo của ông Riddle này quý vị nha. Thì hy vọng đây là một cái thông tin để mà giải đáp những cái thắc mắc của bà con cô chú bác trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại cái nội dung nó liên quan tới chú ổn, đó là Triều Tiên. Đây, thì trong lúc Mỹ và Nam Hàn, Nhật Bản đang tập trận rầm rộ, Mỹ đã đưa máy bay B-1B, B-52 cả luôn tàu ngầm hạt nhân đến cái nơi này, thì đùng một cái vào ngày hôm qua, lại một lần nữa quý vị nha, lại một lần nữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi quân đội tăng cường khả năng răng đe chiến tranh, răng đe hạt nhân. Vậy thì răng đe là gì? Tức là trong thời gian vừa qua, chú ổn đã nhiều lần phóng ra quả tiễn hành trình cả luôn thử hạt nhân, cả luôn dưới nước rồi. Và sau đó chú ổn đã kêu quân đội là bây giờ chúng ta bất an là tại vì ở bên ngoài hàng rào tụi nó tập trận rầm rộ quá, tụi nó chuẩn bị quánh chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta phải tăng cường sản xuất hạt nhân càng nhiều càng tốt để chuẩn bị đối phó và chuẩn bị quánh phủ đầu đối phương.
Và ngày hôm qua, theo như hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un một lần nữa đã kêu gọi quân đội là phải tức tốc sản xuất ra nhiều hạt để chuẩn bị phóng phủ đầu đối phương. Gây cấn quá quý vị nha. Nói nôm na cái nơi này nó đang căng như dây đàn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp. Nó liên quan tới cái chuyện Trung Cộng tức ối máu họng một lần nữa. Và kỳ này Trung Cộng không phải tức ối máu họng vì Đài Loan đâu quý vị. Trong thời gian mấy ngày vừa qua, Trung Cộng đã điều cả 100 máy bay chiến đấu, hàng chục tàu chiến bao vây Đài Loan tập trận bắn đạn thật. Và bây giờ Trung Cộng còn tuyên bố là đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau, đúng không? Rồi rồi rồi, rồi. Đó là tức ối máu họng vì Đài Loan, là vì bà Tổng thống Thái Anh Văn đi qua bên Mỹ. Nhưng bây giờ lại một lần nữa, Mỹ đã làm cái điều này làm cho Trung Cộng tức ối máu họng lần thứ hai. Đó là vào ngày hôm qua, 17.000 binh sĩ Mỹ và quân đội Philippines đã có một cái cuộc tập trận chung lớn nhất trong cái lịch sử loài người. Quân đội Mỹ và quân đội Philippines đã tập trận rầm rộ với cái quy mô là lớn nhất lịch sử. Đây, mời quý vị nghe kỹ. Vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Reuters đưa tin, hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận có cái tên gọi là Bali Katan, tức là dịch ra tiếng Việt là dai kề dài. Trong suốt mấy tuần lễ vừa qua, Philippines đã thay đổi cái định hướng. Trước đó thì họ đi theo Trung Cộng, nhưng mà bây giờ thì họ đã quay sang Mỹ rồi quý vị. Và cái điều này thì Trung Cộng không muốn thấy nó xảy ra. Và Philippines cũng đã tuyên bố là sẽ cho Mỹ 4 cái căn cứ trên lãnh thổ Philippines. Tức là bây giờ Mỹ cũng đã sát ngay nách của Trung Cộng rồi. Và sẽ kiềm chế Trung Cộng trong cái chuyện Biển Đông và Châu Á. Trong suốt thời gian vừa qua thì Trung Cộng lúc nào cũng nói là Biển Đông, Hoàng Sa là của Trung Cộng và đòi lấy hết nguyên cái Biển Đông. Nhưng mà bây giờ Mỹ đã có mặt ở cái nơi này rồi. Và Mỹ tập trận như thế này làm cho Trung Cộng rối ren lên và la làng la xóm và cảnh báo Philippines và Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp. Nó liên quan tới cái chuyện Tổng thống Pháp quý vị ơi. Đây, trong lúc dầu sôi lửa bỏng tại cuộc chiến Ukraine, thì ông Tổng thống Pháp, ông rủ luôn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula đi qua bên Trung Cộng để mời gặp Chủ tịch Tập. Thì khi hai người này đến đây, bà Ursula, bà vẫn bình thường. Tức là bà đi theo cái kiểu là ngoại giao bình thường thôi quý vị nha. Bà không có những cái lời lẽ nịnh nọt Chủ tịch Tập. Nhưng đổi ngược lại, Tổng thống Pháp thì sao? Ông ta đã soi chiều, soi hướng. Ông ta qua bên đó, ông ta tuyên bố những cái lời nịnh nọt Chủ tịch Tập. Và ông ta bật đèn xanh để cho Chủ tịch Tập lụm Đài Loan. Điển hình như là ông ta kêu gọi các quốc gia ở châu Âu đừng có theo Mỹ mà về vấn đề Đài Loan. Nếu Mỹ muốn xíu vào chuyện Đài Loan thì để một mình Mỹ lo đi, chúng ta đừng có lo. Đó là cái điều thứ nhất, là ông bật đèn xanh cho Chủ tịch Tập. Thấy chưa? Rồi, điều thứ hai, ông nói là ok, Chủ tịch Tập là một người có thể nói rất quan trọng trên cái trái đất này, có thể đứng ra để giải quyết cái chuyện cuộc chiến tại Ukraine. Tức là ông ta đưa Chủ tịch Tập lên, ông ta tôn sùng và ca ngợi Chủ tịch Tập. Thì sau khi những cái điều này ông làm tại Trung Cộng, thì bây giờ ông bị rầm rộ. Những đồng minh chiến hữu tại châu Âu chỉ trích ghê gắt sau cái chuyến thăm ông Tập Cận Bờ. Thấy chưa? Tức là bà Ursula thì bà không có bị chỉ trích, tại vì bà vẫn là bình thường, qua bên đó ngoại giao bình thường, và bà không có một cái lời lẽ gì mà đứng về phía Trung Cộng. Còn đổi ngược lại, ông Tổng thống Pháp thì ông đứng về phe của Chủ tịch Tập, và ông định bỏ đồng minh là Mỹ cũng như các quốc gia ở châu Âu để mà đi theo, để mà bệ đích Chủ tịch Tập đó quý vị. Cho nên bây giờ ông ta đang bị tẩy chay rầm rộ. Tại vì sao? Bên trong nước Pháp đang nổi loạn biểu tình vì những cái luật lệ của ông ta tăng tuổi về hưu. Ông ta không lo, rồi ông ta không lo mà cái cuộc chiến với các đồng minh chiến hữu, mà ông ta đi qua bên đó để nịnh bợ Chủ tịch Tập. Rồi sau vài phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự của Trung Cộng, Triều Tiên cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chiếu bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.